Hello anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách mạo Chrome bằng game Guardian nhá. Thì hôm nay mình không quay được trên màn hình nên là mình phải dùng máy quay để quay điện thoại này, mình mới mượn điện thoại Android nhá. Ok anh em làm theo mình nhá. Đó, anh em vào hẳn trong này này, anh em chọn màu xe nhá, anh em chọn màu nào tùy thích luôn. Đây mình sẽ chọn màu trắng này. Em kéo cái thanh này lên nhá. Anh em nhớ là phải kéo cái thanh này lên nhá. Anh em để ý giúp mình nhá, kéo cái thanh màu này lên này. Rồi anh em ấn vào cái game vô đường này này. Anh em chọn game này. Sau anh em chọn sang phần tìm kiếm nhá. Em ấn số 1 cho mình nhá. Xong tìm kiếm mới này. Em chọn F Flash này này. Rồi anh em đợi nó chạy nhá. Anh em đợi nó chạy xong nhá. Thì tốc độ thì tùy thuộc vào máy của bạn khỏe hay yếu nhá. Đó, ok. Sau anh em lại kéo cái thanh này nhá. Anh em nhớ kỹ cho mình nhá, phải kéo cái thanh này nhá. Kéo cái thanh này xuống này. Anh em lại ấn vào chọn game Guardian này này. Anh em ấn số 0 cho mình nhá. Anh em lọc này. Đó, ok. Xong nhá, anh em lại kéo cái thanh này lên này. Em lưu ý cho mình là phải kéo cái thanh lên nhá. Anh em lại vào lại ấn số 1 nhá. Ok. Lại kéo xuống này. Kéo cái thanh này xuống này. Em cũng làm tương tự như vậy thôi, lại ấn số 0. Lát nữa nó sẽ hiện ra một cái bảng nhá. Anh em cứ làm tương tự đến khi nào nó hiện ra một cái bảng này. Anh em lại kéo cái thanh này lên này. Lại vào ấn số 1 cho mình nhá. Đó. Anh em lại kéo xuống này. Là số 0 nhá. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Lát nữa nó sẽ hiện ra một cái bảng cho anh em tùy chọn chỉnh sửa nhá. Đây, anh em lại kéo lên này. 1 này. Lọc này. Đó, ok. Giờ nó hiện ra cái bảng này rồi. Thì bước này anh em chỉ cần ấn vào phần chỉnh sửa này thôi. Đây. Chỉnh sửa này. Anh em ấn vào dấu trừ 4 cho mình nhá, trừ 4 xong em ấn dấu phẩy này. Xong em ấn đồng ý cho mình nhá. Đồng ý xong. Ok, bây giờ anh em x ra. Ra và tận hưởng thành quả thôi. Đó, anh em thấy chưa? Mạ Chrome luôn nhá. Đây. Đúng mạ Chrome chưa anh em ơi? Anh em ra ngoài này. Đó, anh em thấy chưa? Quá đẹp luôn anh em nhờ. Quá chất luôn nhá. Quá đẹp luôn anh em ạ. Thì lúc mình sử dụng cái game Guardian này thì nó không cho quay video màn hình nhá. Tức là cái máy này là của mình nó hơi yếu nên là không được. Nên anh em thông cảm nhá, là mình phải quay như thế này. Nói chung là anh em mốt xong thì nói chung là rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây. Quá chất luôn này. Xe này mình chưa mốt độ tuning gì hết nhá. Ở video sau mình sẽ có một bài hướng dẫn anh em độ 2000 HP nhá. Thì ở đây thì mình đã mốt, ở đây thì nó hack hết full tiền rồi phiên bản này. Đây mua tiền free nhá. Thì mình mua động cơ lần nhất ở trong này thì khi mình độ full lên thì nó chỉ lên được 1695 HP thôi. Đây là 1500 rồi, 1600 rồi. 90 nữa thôi là 1695 rồi. Đây kịch kim rồi anh em ạ. Đó. Anh em thấy chất chưa? Quá đẹp rồi anh em ơi. Ok thì mình vừa có một bài hướng dẫn cho anh em cách mà mốt mạng Chrome nhé. Anh em thấy video hay thì nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình nhờ. Cảm ơn anh em nhiều nhé.